Cô xin chào tất cả các em học sinh khối lớp 9 trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay chúng ta cùng ôn lại kiến thức trọng tâm của học kỳ 1 nhé. Nội dung của học kỳ 1 gồm có các chương như sau. Chương 1 là các thí nghiệm của Mendel, chương 2 là nhiễm sắc thể, chương 3 ADN và gen, chương 4 chúng ta tìm hiểu về biến dị. Trong chương 1 thì các em xem lại việc Mendel giải thích kết quả thí nghiệm lai một cặp tính trạng như thế nào. Tức là mỗi tính trạng ông cho rằng là do cặp nhân tố di truyền quy định, vì vậy ông có quy ước gen. Đó là gọi A lớn là gen quy định tính trạng hoa đỏ, tính trạng trội, A nhỏ là gen quy định tính trạng hoa trắng, tính trạng lặn. Và từ đó viết được sơ đồ lai, là hoa đỏ lai với hoa trắng. Thì giao tử hoa A lớn sẽ cho ra một loại giao tử, A nhỏ cũng một loại. Và khi tổ hợp lại thì đời F1 sẽ là A lớn, A nhỏ có kiểu hình hoa đỏ. F1 lai với nhau thì giao tử F1 là cho ra hai loại A lớn và A nhỏ, A lớn, A nhỏ. Kết quả ở F2. Và từ đó ông rút ra được cái tỷ lệ kiểu gen ở mỗi F2 là một A lớn A lớn, hai A lớn A nhỏ và một A nhỏ A nhỏ. Rồi tỷ lệ kiểu hình ba hoa đỏ và một hoa trắng. Đây là toàn bộ kết quả giải thích lai một cặp tính trạng của Mendel. Còn đối với phép lai hai cặp tính trạng ở đầu hành lang thì Mendel đã giải thích kết quả thí nghiệm như sau. Đó là mỗi cặp tính trạng ông cũng cho rằng là do một cặp nhân tố di truyền quy định. Rồi sau đó ông quy ước gọi những cái chữ cái in hoa, A lớn là quy định hạt vàng, A nhỏ là hạt xanh, B lớn vỏ trơn và B nhỏ là vỏ nhăn, và viết ra sơ đồ. Thì bố mẹ thuần chủng thì có kiểu gen đồng hợp như vàng trơn sẽ là A lớn, B lớn, B lớn, xanh nhăn, A nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. Giao tử, kiểu gen đồng hợp chỉ cho ra một loại giao tử, đó là A lớn, B lớn. Còn A nhỏ, nhỏ, B nhỏ, nhỏ cho ra một loại, đó là A nhỏ, B nhỏ. Thì tổ hợp F1 sẽ thu được, đó là A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ có kiểu hình vàng trơn. Sau đó F1 lai với nhau thì sẽ tạo ra kết quả ở đời F2. Vậy với kiểu gen A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ này thì trong quá trình phát sinh giao tử sẽ tạo ra 4 loại giao tử, đó là A lớn, B lớn, A lớn, B nhỏ, A nhỏ, B lớn và A nhỏ, B nhỏ. Thì mỗi bên cho ra 4 loại giao tử, cho nên tổ hợp gen ở F2 sẽ là 16 tổ hợp. Và từ kết quả của F2 thì ông mới suy ra được cái tỷ lệ kiểu gen, đó là 9 A lớn gạch ngang, B lớn gạch ngang, 3 A lớn gạch ngang, B nhỏ, 3 A nhỏ nhỏ, B lớn gạch ngang và 1 A nhỏ nhỏ, B nhỏ, B nhỏ. Từ đây suy ra tỷ lệ kiểu hình F2, đó là 9 vàng trơn, 3 vàng nhăn, 3 xanh trơn và 1 xanh nhăn. Như vậy, tuy nhiên ở trong cái phần này, các em chỉ cần nhớ cho cô, đó là chúng ta sẽ từ cái kiểu hình ta sẽ suy ra được kiểu gen. Và từ kiểu gen, đối với lai hai cặp tính trạng, bạn sẽ viết được kiểu hình yêu cầu đối với trong phép lai hai cặp tính trạng. Thì chúng ta chỉ đạt được yêu cầu này thôi. Thì trong chương 1, các em tập trung vào các bài tập vận dụng. Cô sẽ hướng dẫn các bài tập mà các em tự làm vào trong vở của mình. Bài tập 1 là ở bắp thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp. Với cái thông tin này chúng ta đã sẽ quy ước gen, thân cao là trội thì ta gọi A lớn là gen quy định thân cao, A nhỏ là thân thấp. Vì có A người ta hỏi là do bắp thân cao không thuần chủng lai với bắp thân thấp xác định đời con. Thì đối với câu A thì các bạn sẽ viết sơ đồ lai, thân cao không thuần chủng sẽ là A lớn A nhỏ, lai với thân thấp là A nhỏ A nhỏ. Viết sơ đồ lai xong sẽ có kết quả ở đời con. Còn trường hợp câu B là cho cây bắp thân cao không thuần chủng giao phấn với cây bắp thân thấp. Cũng như vậy, nhưng ở đây yêu cầu xác định kiểu gen của kiểu hình của bố mẹ và đời con mà không cần viết sơ đồ lai. Thì ở đây các em sẽ biện luận. Đó là thân cao không thuần chủng giao phấn với thân thấp thì đây là phép lai phân tích. Lai phân tích thì đời F1 sẽ có tỷ lệ là 1-1, một thân cao và một thân thấp. Thì suy ra kiểu gen của bố mẹ sẽ là A lớn A nhỏ lai với A nhỏ A nhỏ. Còn ở bài tập số 2,
Ở đảo Hà Lan, gen A lớn quy định hạt trơn là trội hoàn toàn so với A nhỏ quy định hạt nhân. Đề bài đã quy ước gen rồi, chúng ta không quy ước gen nữa. Mà đề bài hỏi, xác định kiểu gen kiểu hình của cây đậu đời bố mẹ để F1 thu được vừa hạt trơn và vừa hạt nhân. Như vậy tỷ lệ vừa hạt trơn và hạt nhân các bạn không biết là tỷ lệ bao nhiêu. Nếu như có tỷ lệ 1:1 và ta sẽ biện luận, nếu tỷ lệ 1:1 thì bố mẹ sẽ có kiểu gen là A lớn A nhỏ lai với A nhỏ nhỏ. Okay. Trường hợp 2, nếu có tỷ lệ 3 hạt trơn và 1 hạt nhân thì kiểu gen của bố mẹ sẽ là A lớn A nhỏ lai với A lớn A nhỏ. Các em suy nghĩ và tự làm vào vở của mình. Ở bài tập số 3, đề bài đã cho biết quy ước gen ở cà chua A lớn là quả tròn, A nhỏ là quả bầu dục, gen B lớn là quả đỏ, B nhỏ là quả vàng. Câu A yêu cầu viết kiểu gen của các kiểu hình sau. Vậy thì người ta cho kiểu hình là quả đỏ tròn. Ở đây các bạn có thể ghi là tròn phía trước cũng được. Đó là A lớn, rồi đến đỏ là B lớn. Vì đề nó không ghi rõ là có thuần chủng hay không, vì vậy các bạn sẽ ghi tất cả kiểu gen có thể có. Tức là trường hợp này có 4 kiểu gen. Đó là A lớn, B lớn. A lớn, A nhỏ, B lớn. A lớn, A nhỏ, B lớn. Rồi A lớn, B lớn. Các bạn tự ghi vào. Quả vàng, bầu dục. Quả vàng là B nhỏ, bầu dục là A nhỏ. Thì các bạn viết A nhỏ phía trước. Đó là A nhỏ, B nhỏ. Vì đây là kiểu hình lặng. Nó chỉ có một kiểu gen duy nhất. Tương tự hai câu còn lại các bạn tự làm. Câu B, viết kiểu hình của các kiểu gen sau. Đề nó đã cho sẵn kiểu gen rồi, mình chỉ biết kiểu hình. Ví dụ người ta nhìn nè, A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ. Thì chắc chắn kiểu hình của nó ta sẽ dựa vào đây. Ta thấy rằng A lớn, A nhỏ sẽ có là quả tròn, B lớn, B nhỏ là đỏ. Các bạn có thể ghi là tròn đỏ hoặc là đỏ tròn được ha. Hoặc là A nhỏ, B lớn. A nhỏ là quả bầu dục, còn B lớn là quả đỏ. Bạn có thể ghi là quả đỏ bầu dục. Tương tự các câu còn lại, các em tự làm. Rồi trong chương 2 về nhiễm sắc thể, thì các em sẽ coi cho cô đồng tâm ở bài số 9 là nguyên phân. Thì ở bài này là yêu cầu là các bạn sẽ học thuộc, hiểu rõ các kỳ của nguyên phân. Như kỳ đầu thì các bạn phải quan sát hình và nói được là diễn biến nhiễm sắc thể của kỳ đầu như thế nào. Đó là kỳ đầu thì các nhiễm sắc thể kết bắt đầu đóng xoắn con ngắn, có rõ hình thái rõ rệt và đính vào sợi tơ của thoa phân bào. Còn kỳ giữa là dễ quan sát nè. Các bạn phải xác định được cái hình đó là ở kỳ nào nha. Thì với cái hình này chúng ta thấy là nó xếp thành một hàng đúng không? Vậy thì diễn biến của nó là các nhiễm sắc thể kép đóng xoắn cực đại và xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoa phân bào. Kỳ sau thì từng nhiễm sắc thể kép tách thành hai đơn, phân ly về hai cực của tế bào. Còn kỳ cuối thì dễ nhận diện, chúng ta nhìn thấy đó, nó phân ra làm hai tế bào con. Tức là lúc này các nhiễm sắc thể đơn giãn xoắn dài ra ở dạng sợi mảnh và dần dần hình thành nhiễm sắc. Thì quá trình nguyên phân từ một kết quả là từ một tế bào mẹ ban đầu tạo ra hai tế bào con có bộ nhiễm sắc thể giống như là tế bào mẹ. Vậy thì ý nghĩa của nguyên phân nó là gì? Các bạn thấy là cứ một lần nguyên phân thì tạo hai tế bào con, hai lần thì tạo bốn. Như vậy nguyên phân nó là phương thức sinh sản của tế bào, nó giúp cho cơ thể lớn lên. Ngoài ra nó còn duy trì ổn định bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của loài qua các thế hệ tế bào. Nó còn là cơ sở của sự sinh sản vô tính. Ví dụ như từ một cây mía mà người ta ngắt từng đoạn ra, người ta dâm xuống đất, thời gian nó lên là một cây mía trưởng thành giống như là cây mẹ vậy. Tức là nó mang bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của cây mía luôn. Nó giữ được cái ổn định bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của loài đó. Chúng ta sang phần ba la mã, ADN và gen. Thì các em tập trung ôn bài 19, mối quan hệ giữa gen và tính trạng. Các em quan sát hình 19.1, đây là sơ đồ hình thành chuỗi axit amin. Thì quá trình tổng hợp chuỗi axit amin của protein có sự tham gia của các thành phần. Thứ nhất đó là mạch ARN thông tin, ARN vận chuyển, ribosome và các loại axit amin.
Và trong cái ribosome thì các em nhìn thấy là các nô trên mạch ARN thông tin và các A nucleotide mà ARN vận chuyển mang bộ ba của acid amin tới. Thì các loại nô nào liên kết với nhau thành cặp? Đó là A sẽ liên kết với U, G liên kết với X. Và mỗi một bộ ba nó sẽ tương ứng với một acid amin. Sơ đồ của gen sang tính trạng thì có mối quan hệ. Mối quan hệ các em trình bày là từ gen, nó là khuôn mẫu để tổng hợp ra ARN thông tin. ARN thông tin làm khuôn mẫu để tổng hợp chuỗi acid amin của protein. Còn protein sẽ biểu hiện thành tính trạng. Khi nói về bản chất mối quan hệ thì các em trình bày trình tự nô trên mạch khuôn của gen sẽ quy định trình tự nô trên mạch ARN thông tin. Và trình tự nô trên mạch ARN thông tin sẽ quy định trình tự acid amin của protein. Protein thì tham gia vào hoạt động cấu trúc và sinh lý của tế bào để biểu hiện thành tính trạng. Thì trong phần bài 19, các em xem quan sát kỹ hình 19 cũng như là các mối quan hệ từ gen sang tính trạng. Chúng ta sang chương thứ tư, biến dị. Ở chương này các em tìm hiểu kỹ kiến thức liên quan tới bài 21 đột biến gen. Các em quan sát cho cô hình A này, đây là một đoạn gen bình thường có 5 cặp nucleotide. Thì các em so sánh nha, A là đoạn gen bình thường so với hình B, hình C, hình D. Về hình B so với hình A, chúng ta thấy là đoạn này nó ngắn hơn, tức là quan sát thấy mất đi một cặp XG. Thì đây là đột biến dạng mất. Hình C so với hình A thì nó lại dài hơn, đó là do nó tăng thêm một cặp AT nữa, cho nên được gọi là đột biến dạng thêm. Và hình D so với hình A thì chiều dài và số lượng nó cũng có 5 cặp, tuy nhiên nó có khác, đó là khác bởi thành phần AT, nó thay thế cặp AT thành cặp GX. Thì đây là đột biến dạng thay thế. Vậy thì đột biến gen là gì? Các em lưu ý, đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một hoặc một số cặp nucleotide. Và các đột biến gen nó biểu hiện ra kiểu hình đều có hại cho bản thân sinh vật, đa số là có hại. Đôi khi nó có lợi thôi. Vậy thì tại sao nó có hại? Đó là vì đột biến gen nó phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen đã qua chọn lọc tự nhiên và duy trì lâu đời trong điều kiện tự nhiên, gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp protein. Như vậy thì protein bị rối loạn, do đó nó biểu hiện ra kiểu hình khác với ban đầu. Rồi, chúng ta tìm hiểu tiếp. Tiếp theo thì các em quan sát và tìm hiểu bài 23, đột biến số lượng nhiễm sắc thể. Ở đây các em tập trung cho cô đột biến ở dạng thể dị bội. Vậy thì thể dị bội nó là gì? Là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể bị thay đổi về số lượng. Nó có các dạng như là thể tam nhiễm, tức là một cặp nào đó bị, thay vì nó có hai chiếc nhiễm sắc thể đúng không, thì nó thêm một chiếc nữa, nó gọi là 2N+1, gọi là thể ba nhiễm. Hoặc là trong một cặp nào đó nó mất đi một chiếc một nhiễm sắc thể thì nó còn là 2N-1, ta gọi là thể một nhiễm. Hoặc là nó mất hẳn hai nhiễm sắc thể, ta gọi là thể khuyết nhiễm. Đây là những cái dạng gặp ở chương trình lớp 9. Và các bạn nhìn sơ đồ mà đây là cái cơ chế hay là cái nguyên nhân phát sinh thể dị bội. Thể dị bội, cô lấy một cái ví dụ nha. Cái người bị mất đi một nhiễm sắc thể số 21, ở người mình có 23 cặp đúng không? Thì cái cặp số 21 nè, nó mất đi một chiếc thì người đó sẽ có hiện tượng bị bệnh đau. Vậy thì cái cơ chế phát sinh cái người bị bệnh đau hoặc là cơ chế phát sinh thể dị bội như thế nào? Thì các bạn nhìn vào sơ đồ này. Đó là người bố hoặc mẹ ha. Cặp 21 là nó có 2 chiếc nè. Màu vàng cũng vậy, là người mẹ hoặc bố có 2 chiếc. Thì trong quá trình phát sinh giao tử, nguyên nhân đó là trong quá trình phát sinh giao tử, trường hợp người bố hoặc mẹ này giảm phân bình thường sẽ chọn ra 2 loại giao tử. Thì cái cặp 21 này, mỗi giao tử nó chứa 1 chiếc. Nhưng trường hợp cái cặp màu vàng cũng số nhiễm 21 ở người mẹ, nó giảm phân không bình thường, nó tạo ra 2 loại giao tử, trong đó có 1 loại giao tử là chứa 2 nhiễm sắc thể số 21, giao tử kia không chứa nhiễm sắc thể nào. Vậy trường hợp giao tử bình thường
kết hợp với giao tử không bình thường chứa hai nhiễm số thể số 1 này thì tạo ra hợp tử có 3 nhiễm số thể số 1, do đó là 2N cộng 1, đó là người này bị bệnh đau. Thì các em coi và trả lời các câu hỏi cuối bài trong sách giáo khoa ở chương 4, bài 21, 22, 23 nhé. Cô chúc các em thi làm bài thật tốt nhé. Cô chào tạm biệt các bạn. Bài 22 của chương 4 là đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Thì trong đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, các em sẽ quan sát hình 22. Đây là một số dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Thì chúng ta sẽ quan sát cái đoạn nhiễm sắc thể ban đầu. Hình A, ban đầu từ đoạn A đến đoạn H, đó là đoạn nhiễm sắc thể. Cái nhiễm sắc thể có những cái đoạn như vậy. Nhưng nó bị biến đổi, bị biến đổi về mặt cấu trúc, thấy ngắn, mất đi một đoạn, đoạn H. Thì đây là gọi là đột biến dạng mất đoạn. Đây là mất đoạn H nha các em. Hình B, các bạn quan sát đoạn ban đầu so với đoạn bị biến đổi cấu trúc. Thì cái đoạn bị biến đổi á, thì nó dài hơn, nó lặp lại cái đoạn BC. Vì vậy, đây là đột biến dạng lặp đoạn. Còn hình C thì các em quan sát là đoạn BCD, nhưng khi bị biến đổi về cấu trúc nó lại đảo đi vị trí, đó là đảo thành là DCB. BCD là đảo thành là DCB. Như vậy đây là đột biến dạng đảo đoạn. Đây là ba dạng mặt dạng chính ha. Vậy thì đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể làm thay đổi gen trên nhiễm sắc thể nên thường có hại cho bản thân sinh vật. Vì sao như vậy? Đó là vì nó đã nhiễm sắc thể nó đã trải qua quá trình tiến hóa lâu dài, thì các gen nằm trên nhiễm sắc thể đã được sắp xếp hài hòa. Nhưng khi bị biến đổi về cấu trúc, nhiễm sắc thể sẽ làm thay đổi về số lượng, thay đổi về cách sắp xếp gen trên nhiễm sắc thể, nên nó thường gây hại cho bản thân sinh vật.